Chào mừng quý vị và các bạn đã đến với chuyên mục tin tức mỗi ngày trên kênh tin mới nhất. Hy vọng quý vị sẽ có được những thông tin thật hữu ích. Đừng quên like và chia sẻ để ủng hộ chương trình. Sau đây, mời quý vị và các bạn cùng đến với bản tin chi tiết. Siêu bão cát cao 100m nuốt chửng cả thành phố Trung Quốc. Gần đây, thiên tai ở Trung Quốc đại lục liên tục xuất hiện. Sau trận bão lũ ở Hà Nam, thành phố Đôn Hoàng, tỉnh Tam Cúc cũng đã bị bão tấn công dữ dội ngay trong mùa hè. Cụ thể, theo báo cáo tổng hợp từ các kênh truyền thông đại lục, chiều ngày 25 tháng 4, thành phố Đôn Hoàng, tỉnh Cam Túc đột nhiên bị bão cát kinh hoàng tấn công. Cát vàng cuộn lên từ bầu trời, đổ ập xuống kèm theo tiếng gió gào thét, cảnh tượng trên màn hình video cho thấy. Toàn bộ khung cảnh giống như một vùng đại thảm họa. Ngay lập tức, khung cảnh tươi đẹp giữa mùa hè và toàn bộ thành phố đã bị bão cát nuốt chửng, khiến cho người dân trở tay không kịp. Theo báo cáo, trận bão cát này giống như một bức tường cát cao hơn 100m tiến thẳng từ Bắc đến Nam và tại những nơi nghiêm trọng nhất tầm nhìn không đến 5m. Đài khí tượng thành phố Đôn Hoàng đã gửi tín hiệu cảnh báo màu vàng về một trận bão cát có thể xảy ra vào khoảng 15 giờ chiều ngày 25 tháng 4. Báo cáo nói rằng thành phố Nhã Đan đã xuất hiện thời tiết bão cát, dự kiến trong 12 giờ tiếp đó, Đôn Hoàng sẽ xuất hiện thời tiết bão cát khiến tầm nhìn chỉ còn dưới 1.000m. Tầm nhìn tối thiểu đo được vào lúc 15 giờ 53 ngày 25 tháng 4 mà trạm khí hậu tiêu chuẩn quốc gia Đôn Hoàng đo được là 791m, là số liệu nhỏ nhất đo được trong 5 năm gần đây. Bị ảnh hưởng bởi bão cát, khu thắng cảnh núi Minh Sa, suối Nguyệt Ngà tại điểm du lịch Đôn Hoàng nổi tiếng cũng phải đóng cửa tạm thời. Ngoài Đôn Hoàng thì có các quận Asai, Subel và Guohao thuộc thành phố Đôn Hoàng cũng xuất hiện bão cát, nhưng bão cát tại Đôn Hoàng là mạnh nhất. Bà Thái Thanh Thanh, giám đốc đài khí tượng thành phố Đôn Hoàng cho hay, trước khi bão cát đa phần xuất hiện từ tháng 3 đến tháng 5, mùa hè rất hiếm gặp. Bà nói nguyên nhân hình thành bão cát lần này chủ yếu liên quan đến nhiệt độ cao và thời tiết nắng nóng do áp suất cao tại đại lục gây ra. Theo video được đăng tải bởi cư dân mạng vào ngày 25 tháng 5, bức tường bão cát cao hơn 100m quần quận ập xuống. Bầu trời tại địa phương cho thấy khung cảnh một nửa là bão cát và một nửa là bầu trời nắng trong xanh. Nhưng rất nhanh cả bầu trời đã bị nuốt chửng bởi cát vàng mịt mù, khung cảnh giống như một thảm họa. Trong chủ đề liên quan trên Weibo, cư dân mạng Trung Quốc đã thốt lên: "Trời ơi, trái đất làm sao như thế này? Trận bão cát này quá nhanh, thảm họa ập tới cứ như một ký ức ảo giác vậy. Người đi đường dường như đều trở nên xám ngoét, thật kinh hoàng, quả thực là một thảm họa quá đáng sợ." Gần đây, thiên tai ở Trung Quốc đại lục thường xuyên xảy ra như lũ lụt tại tỉnh Hà Nam, mưa bão tại Thượng Hải, Chiết Giang. Hiện tại thảm họa gây ra bởi siêu lũ ở Hà Nam và việc xả lũ là nghiêm trọng nhất. Giới chức Trung Quốc tuyên bố rằng 63 người đã tử vong và 5 người mất tích trong thảm họa này. Nhưng người dân cho biết số liệu thực tế nên tính theo đơn vị nghìn. Ví dụ như trong ngày, đường hầm tuyến đường sắt Bắc Kinh-Quảng Châu bị ngập, xe cộ xếp hàng đông nghẹt, nhưng giới chức lại nói rằng trong đường hầm hiện chỉ phát hiện 4 người gặp nạn. Tuy nhiên, thông tin dồn dập trên Internet chỉ ra rằng số người mất tích và gặp nạn là hơn 6.000 người. Chỉ riêng số người đăng tải tìm thân nhân mất tích trên Internet đã là 130 người, vượt xa dữ liệu do chính quyền công bố. Mặc dù lũ lớn tại thành phố Trịnh Châu đã rút, nhưng tình hình tại khu vực nông thôn rộng lớn bị ảnh hưởng của tỉnh Hà Nam lại nghiêm trọng hơn. Theo một số thông tin cứu hộ từ Internet, một lượng lớn người dân nông thôn tại các thành phố Tân Hương, Hạc Bích, An Dương thuộc tỉnh Hà Nam vẫn đang mắc kẹt trên nóc nhà hoặc trên núi suốt nhiều ngày vừa qua. Một số khu vực nông thôn đã bị nước lũ bao vây suốt 5 ngày trời. Ngoài ra, do bị ảnh hưởng bởi cơn bão pháo hoa, 362.000 người tại Thượng Hải đã được di rời. Lũ lụt tại Chu Sơn, Ninh Ba, tỉnh Chiết Giang cũng rất nghiêm trọng. Một số nơi được lũ dâng cao tới hơn 2m và ít nhất là 27 con sông đã được báo động đỏ về khả năng nước lũ dâng cao. Dị tượng, nước sông Trường Giang chảy ngược, dân mạng lo điểm báo thảm họa tiếp theo. Một đoạn video được người dân Trung Quốc đăng tải, trong đó cho thấy dòng thượng lưu của sông Trường Giang bất ngờ đổi chiều chảy ngược, khiến cho nhiều cư dân mạng lo ngại đây là điểm báo trước cho một thảm họa tiếp theo. Trong video, nước sông Trường Giang dưới cầu lớn Trung Bá bất ngờ dâng cao quần quận về phía thượng nguồn, xuất hiện dị tượng chảy ngược dòng. Những người quay video kinh hoàng thốt lên: "Trong nhiều thập kỷ, đây là lần đầu tiên tôi nhìn thấy, thật đáng sợ. Cầu lớn Trung Bá cũng không nhìn thấy nữa, vì sao lại có cảnh tượng này?
Trước đó ở Tân Hương, Hà Nam xuất hiện dị tượng tuyết rơi và chỉ sau đó một tháng thì ở Trịnh Châu, Tân Hương liền phát sinh nạn lụt nghiêm trọng, thương vong vô số. Vậy nên giờ đây khi mà dị tượng nước sông Thượng Lưu Trường Giang chảy ngược xuất hiện cũng khiến cho cư dân mạng lo lắng liệu đây có phải là điềm báo trước cho một đại nạn nữa hay không. Video được đăng tải trên YouTube thu hút nhiều lượt xem và bình luận, trong đó có tài khoản viết: Trung Quốc liên tục xuất hiện dị tượng, nhân dân chịu vô vàn thống khổ. Đây là bởi vì Đảng Cộng sản Trung Quốc đã làm vô số việc ác như tam phản, ngũ phản, thảm sát tại Thiên An Môn, bức hại Pháp Luân Công. Người dân lại tin lời nói dối của Đảng Cộng sản, tiếp tay cho cái ác. Người dân phải mau chóng tìm hiểu rõ sự thật, thoái xuất khỏi các tổ chức đảng, đoàn đội của Đảng Cộng sản Trung Quốc, cắt đứt quan hệ với nó, như thế mới có hy vọng. Đây không phải là lần hiếm hoi Trung Quốc xuất hiện dị tượng, từ năm ngoái tới năm nay cũng đã có vô số cảnh tượng kỳ lạ xuất hiện như vậy. Tháng 4 năm 2010, mưa đá mang hình dáng virus corona xuất hiện ở Trung Quốc, khiến dân chúng bàng hoàng. Và sáng ngày 28 tháng 4, bầu trời Thượng Hải đang trong xanh với nhiệt độ hơn 33 độ C. Đến gần trưa, đột nhiên xuất hiện cuồng phong kèm theo sấm chớp vang dội. Theo dữ liệu giám sát của mạng lưới quan trắc sấm chớp Thượng Hải, thì từ 11 giờ đến 2 giờ chiều có khoảng 4.207 lần sét đánh, bình quân là 23 tiếng sấm một phút. Âm thanh lớn đến nỗi người dân thành phố hoảng sợ vì tưởng nhầm là xảy ra vụ nổ hay động đất. Ngày 2 tháng 5, người dân làng Kiên Cường, thị trấn Tú Thủy trả lời: họ thực sự đã nghe thấy rất nhiều tiếng kêu, giống như tiếng bò kêu từ hang động trên núi. Ngày 30 tháng 4, ở Quế Lâm, tỉnh Quảng Tây, chỉ trong một đêm đã bị đội quân châu chấu xâm chiếm. Từ video cho có thể thấy rằng bầy châu chấu bò đầy lên quần áo của nông dân. Và người quay video cũng phải thốt lên rằng: thật kinh khủng, đúng là tai họa, quá đáng sợ. Tháng 4, nhiều nơi ở Trung Quốc xuất hiện cảnh tượng cá liên tục nhảy lên khỏi mặt nước, dường như chúng rất sợ hãi, không muốn ở dưới nước. Ngày 14 tháng 4, một video đã ghi lại hình ảnh được cảnh trên bầu trời Nội Mông Cổ xuất hiện hiện tượng 5 mặt trời cùng mọc hiếm gặp. Bão Infa tránh Đài Loan đổ bộ thẳng vào Trung Quốc, trời Thượng Hải tối đen như tận thế. Bão Infa đổ bộ vào Thượng Hải, Trung Quốc khiến cho bầu trời nơi đây tối sầm lại. Theo sơ đồ đường đi thì cơn bão này có lịch trình vô cùng kỳ lạ. Khi mà gần áp sát Đài Loan, nó đã quay ngoắt 90 độ và di chuyển thẳng về hướng Thượng Hải, Chiết Giang, Trung Quốc. Bão Infa bắt đầu từ vùng biển phía tây bắc đảo Guam. Và tối ngày 21 tháng 4, cường độ của nó yếu đi và tiếp tục hướng đến Đài Loan với tốc độ chậm. Do ảnh hưởng của bão cho nên mực nước đã tăng lên trong các hồ chứa nước ở Đài Loan. Điều này như nắng hạn gặp mưa rào, vì trước đó Đài Loan gặp hạn hán nghiêm trọng, mực nước hồ chứa gần như thấy đáy. Trong lúc Đài Loan đang quan sát xem khi nào cơn bão đổ bộ, thì sáng ngày 23 tháng 4, cơn bão Infa bắt đầu tăng tốc dịch chuyển về hướng Bắc, trách về phía Tây, hướng Trung Quốc đại lục. Theo thông tin mà Đài Khí tượng Trung ương Đài Loan công bố vào ngày 23 tháng 4, thì gần trung tâm bão có gió giật cấp 14, 42 m trên giây, mạnh nhất có thể đạt đến cấp 16. Nói về sự chuyển hướng đột ngột của cơn bão, chuyên gia khí tượng Đài Loan Bành Khởi Minh phân tích: kết cấu của bão Infa đúng là bão hoàn hảo, là cơn bão kinh điển trong sách giáo khoa. Đối với chúng ta mà nói thì cần phải nói cảm ơn, không đến Đài Loan đúng thật là quá tốt. Trời Thượng Hải đen tối như tận thế vì bão Infa. Ngày 25 tháng 4, thành phố Thượng Hải ban hành cảnh báo bão cấp 2 với sức gió lên đến 100 km/h. Một đoạn video được chia sẻ trên mạng cho thấy bầu trời thành phố tối sầm khi những đám mây đen che khuất các tòa nhà chọc trời, gió giật mạnh. Toàn thành phố chìm trong cảnh gió bão. Trên mạng xã hội cũng đã chia sẻ hình ảnh đường phố ngập lụt, những mảnh vỡ bay và cây bật gốc ở Thượng Hải. Theo báo chí địa phương thì có 357.000 cư dân ven biển Thượng Hải đã phải sơ tán, hơn 100.000 nhân viên đã được điều động tới các con phố để triển khai các biện pháp ngăn chặn ngập lụt do mưa lớn. Tất cả các chuyến bay chở khách đến và đi từ hai sân bay của Thượng Hải đều bị hủy vào Chủ nhật ngày 25 tháng 4. Sân bay quốc tế Hàng Châu Thượng Hải cũng đã hủy tất cả các chuyến bay. Một số tuyến xe buýt ở Thượng Hải cũng bị đình chỉ để ngăn ở xe buýt đi qua cầu Bắc ngang sông. Tất cả các chuyến tàu cao tốc đến Thượng Hải đã bị tạm dừng bắt đầu từ tối Chủ nhật. Được biết thì bão Infa sau khi mà gây ngập 6 km đường ven biển ở Chu Sơn và làm đổ hơn 1.000 cây ở Thượng Hải đã tiếp tục đổ bộ đến thành phố Gia Hưng, tỉnh Chiết Giang và Khải Đông, tỉnh Giang Tô vào tối ngày 25 tháng 4.
Theo truyền thông địa phương, trước khi tiến vào Thượng Hải, bão Infa đã đi qua thành phố Triệu Sơn ở tỉnh Chiết Giang với sức gió lên tới hơn 136 km/h. Những thông tin vừa rồi cũng đã kết thúc bản tin thời sự tổng hợp ngày hôm nay. Chúng tôi sẽ tiếp tục cập nhật những thông tin mới nhất trong bản tin tiếp theo. Quý vị hãy đăng ký kênh Tin Mới Nhất để theo dõi. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại!